Đầu những năm 1990, đông đảo người Việt mải mê xem Bao Thanh Thiên vì ngoài sức hút của những vụ án ly kỳ hấp dẫn, còn có nhân vật triển chiêu, điển trai, giỏi võ đầy trượng nghĩa. Mặc dù có nhiều người đóng vai triển chiêu nhưng Hà Gia Kính lại là triển hộ vệ để lại nhiều ấn tượng và thiện cảm với khán giả. Sau 23 năm công chiếu, ở tuổi 64 diễn viên đóng vai triển hộ vệ vẫn độc thân và kinh doanh thành đạt. Hãy cùng iFragile tìm hiểu về cuộc đời của triển hộ vệ điển trai nổi tiếng nhất màn ảnh này nhé. Sự nghiệp diễn xuất. Hà Gia Kính sinh ngày 29 tháng 12 năm 1959 ở Hồng Kông, Trung Quốc. Vốn đam mê đá bóng từ nhỏ, Hà Gia Kính mong muốn sau này sẽ trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Tuy nhiên, cú sốc từ việc mẹ đột ngột qua đời khiến anh thay đổi suy nghĩ. Hà Gia Kính quyết định đi du học ngành thiết kế quảng cáo với mong ước tương lai bản thân sẽ tốt hơn. Định mệnh với nghiệp diễn của Hà Gia Kính bắt đầu từ năm 24 tuổi. Khi anh vừa tốt nghiệp và trở về Hồng Kông, vai diễn đầu tiên cũng là vai chính trong bộ phim Đại Tướng Quân. Qua đó giúp Hà Gia Kính nhận ra khả năng diễn xuất của bản thân và quyết tâm theo đuổi. Anh ghi danh vào Học viện Đào tạo của ATV vào năm 1982 và chính thức trở thành diễn viên của hãng sau khi ký hợp đồng một năm sau đó. Hà Gia Kính đóng vai chính của nhiều bộ phim truyền hình ATV, trong đó có Trung Hoa Anh Hùng năm 1990, được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của Mã Vinh Thành. Năm 1988, Hà Gia Kính sang Đài Loan, Trung Quốc phát triển sự nghiệp diễn xuất, đóng vai chính danh tướng Nhạc Phi trong phim truyền hình Bác Thiên Lý Lộ Vân Hòa Nguyệt. Anh ngay lập tức nổi tiếng. Trong phim này, Kim Siêu Quân vai Bao Công trong Bao Thanh Thiên năm 1993, đóng vai phản diện Gian Thần Tần Cói. Nam tài tử xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Mã Vĩnh Chinh 1998, Bao Thanh Thiên 2003, Vô U Công Chúa 2003, Thư Kiếm Ưng Cũ Lục 2004, Bao Thanh Thiên 2008 và Tân Bao Thanh Thiên 2011. Năm 2009, Hà Gia Kính cùng Kim Siêu Quân, Phạm Hồng Hiên tham gia vào các phim làm lại Bao Thanh Thiên ở Trung Quốc đại lục. Đó là Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, Bách Huyết Đen Tâm và Khai Phong Kỳ Án. Nhờ hình tượng triển chiêu lưu lại dấu ấn sâu sắc với khán giả, Hà Gia Kính thường được mời tham gia các hoạt động công ích như tuyên truyền phòng chống ma túy, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông văn minh. Hà Gia Kính cho biết hiện không hứng thú đóng phim, chỉ tham gia các sự kiện phù hợp. Thi thoảng tài tử lưu diễn ở các tỉnh thành tại Trung Quốc, thường hát những ca khúc trong Bao Thanh Thiên năm 1993. Tài tử không dùng hàng hiệu, không ăn mặc cầu kỳ. Khi làm việc lẫn đi chơi, anh thường mặc áo phông và đội mũ lưỡi trai. Diễn viên dành 3 ngày trong tuần cho sở thích cá nhân. Lúc rảnh anh tự nấu ăn ở nhà, còn nếu bận anh ăn ở các quán bình dân nhưng hợp khẩu vị. Tài tử sống độc thân từng nói không có ý định lập gia đình có con. Kinh doanh thực phẩm healthy. Năm 2013, Hà Gia Kính hợp tác với một tập đoàn để đầu tư hơn 100 triệu nhân dân tệ vào Kính Gia Trang, một nhà cung cấp thực phẩm có lợi cho sức khỏe làm từ ngũ cốc. Công ty thực phẩm này có trụ sở ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tên sản phẩm dịch theo nghĩa đen là Làng Gia Đình Kính, chính là tên câu lạc bộ người hâm mộ quốc tế của Hà Gia Kính. Ngoài thực phẩm mang thương hiệu Kính Gia Trang được phân phối theo các kênh truyền thống, công ty của anh còn bán đồ ăn nhẹ và đồ uống dành cho bữa sáng qua các kênh trực tuyến. Vẫn là một người độc thân không con cái, Hà Gia Kính nói đùa rằng công việc kinh doanh giờ là đứa con của mình và anh muốn tham gia phát triển du lịch của Huệ Châu. Vào năm 2019, giá trị tài sản ròng của Hà Gia Kính được xác định là hơn 100 triệu đô la Hồng Kông. Là một người ủng hộ lối sống lành mạnh, anh tham gia nhiều chương trình từ thiện khác nhau nhằm lan tỏa những giá trị tích cực. Hà Gia Kính luôn ý thức về sức khỏe, mỗi sáng anh uống ngũ cốc nguyên hạt giúp no lâu và hỗ trợ thải độc. Ngoài ra, anh chủ yếu ăn trái cây và rau quả để duy trì một chế độ sinh hoạt lành mạnh. Quan trọng nhất, nam diễn viên tập thể dục đều đặn để giữ được vóc dáng săn chắc nhanh nhẹn. Tình duyên lận đận. Trong số phim truyền hình của hãng Hoa Thị Đài Loan, Trung Quốc, Hà Gia Kính góp mặt trong Bức Liễu Tình năm 1989, đóng cùng Kim Tố Mai. Họ gặp nhau lần đầu trên trường quay năm 1988 rồi đi đến hẹn hò.
Nhưng đến năm 1993, Hà Gia Kính và Kim Tố Mai chia tay, đường ai nấy đi sau 4 năm hẹn hò. Bộ đôi hứa hẹn rằng nếu đến 60 tuổi mà vẫn độc thân sẽ ở bên nhau suốt đời. Hà Gia Kính từng chia sẻ, chúng tôi rất hợp nhau và cô ấy, Kim Tố Mai là một người phụ nữ tuyệt vời. Thật không may chúng tôi đã không chung đường nữa. Kim Tố Mai sinh ngày 21 tháng 9 năm 1965 ở Đài Loan, từng là diễn viên kiêm ca sĩ khá nổi tiếng. Trong những năm 1980 và 1990, cô đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách, tiêu biểu là Hỷ Yến năm 1993 của đạo diễn Lý An. Ngoài diễn xuất, cô còn phát hành 8 album ca nhạc. Giữa những năm 1990, Kim Tố Mai còn điều hành một cửa hàng dịch vụ chụp ảnh cưới ở thành phố Đài Bắc. Tuy nhiên, cửa hàng này bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn năm 1996, cướp đi sinh mạng của 6 người. Cô chia tay phim trường và ánh đèn sân khấu từ năm 1999 sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Sau đó, cô khỏi bệnh và năm 2001 được bầu vào Viện Lập pháp của Đài Loan, Trung Quốc. Kim Tố Mai tái đắc cử thành viên Viện Lập pháp vào các năm 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020. Cô mạnh mẽ ủng hộ quyền của người dân bản địa, người dân tộc thiểu số ở Đài Loan, Trung Quốc. Năm 2011, Kim Tố Mai có mối quan hệ tình cảm với một nhà báo kiêm nhà văn nổi tiếng người Đài Loan, Trung Quốc. Họ chia tay vào năm 2013 nhưng vẫn là bạn tốt của nhau. Người tình thứ hai. Năm 1998, Hà Gia Kính bắt đầu hẹn hò với diễn viên Lý Uyển Hoa. Dù bạn gái muốn kết hôn nhưng anh chưa sẵn sàng ổn định cuộc sống nên họ chấm dứt mối quan hệ tình cảm vào năm 2001. Lý Uyển Hoa sinh ngày 21 tháng 5 năm 1972 ở Hồng Kông, Trung Quốc, giờ mang quốc tịch Canada. Năm 1986, cô được nhận vào Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông, Trung Quốc, nhưng cô bỏ học vì được TVB tuyển vào làm diễn viên. Cô đóng vai chính trong hơn 100 bộ phim truyền hình và điện ảnh ở Hồng Kông và Đài Loan, Trung Quốc. Sau khi chuyển đến Canada, cô trở thành người dẫn chương trình phát thanh và làm việc cho đài hát thanh CGVB suốt 15 năm. Tháng 9 năm 2020, cô lập kênh YouTube. Lý Uyển Hoa gặp một doanh nhân người Canada vào năm 2001 và kết hôn. Cô sinh con gái đầu lòng năm 2003 và sinh đôi con trai vào năm 2009. Và đây chính là cuộc đời của diễn viên Hà Gia Kính thủ vai Triển Hộ Vệ kinh điển nhất. Bạn nghĩ sao về cuộc đời của ông? Hãy để lại comment bên dưới cho tụi mình biết với nhé. Nếu thích video này thì hãy để lại một like và một subscribe nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.